Chào mừng các bạn đến channel của mình. Bài học hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn cách DJ trong Atium. Sau khi hoàn thành bài học hôm trước thì các bạn đã hoàn thành sắp xếp cơ bản cho một mạch in cơ bản. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách DJ cho nó. Đầu tiên để DJ thì các bạn vào phần DR Design Rule. Các bạn chỉnh cái career lane là khoảng cách giữa các dây. Bình thường thì tùy vào mỗi trường hợp thì các bạn chỉnh khoảng cách các dây khác nhau. Mình thì trong trường hợp này mình để là 20 mil. Thứ hai là routing có tab routing width thì các bạn chỉnh ba độ rộng dây cơ bản, đó là độ rộng dây bé nhất này, bình thường này và to này. Như mình chỉnh thì là bé nhất mình dùng 10 mil, bình thường mình dùng 20 mil và 50 mil là độ rộng to. To là dùng cho các đường công suất. Ok, cơ bản là vậy. Sau đó cả bạn chỉnh cả độ rộng via nữa. Các bạn vào routing via style. Routing via này. Minimum. Minimum mình thường để là 20, 25. Max 50. Prefer là 35. 25, 10. 5. 50, 28 kệ nó. 35 thì là 20. Cái này tùy các bạn nhé. Cái này via này là cái via mà bắn xuyên lỗ giữa connect giữa hai cái layer ấy. Các bạn ấn apply. Ok. Cái này mình vẫn bị check DRC, có nghĩa là đang bị đè lên nhau. TM để xóa đi. Và chọn cái G1 này. Click đúp vào cái G1 này. Chuyển nó sang bottom. Hôm trước mình quên chưa chỉnh sang bottom. Cái header này thì mình sẽ không hàn mà mình sẽ để làm cái dăm nạp cho nó. Đó, cái header này. Nếu mà header bạn hàn thì nó sẽ hơi khó. Nếu mà bạn làm cái header mà hàn cái header vào thì nó hơi khó, bởi vì bên kia mình đã lắp led vào rồi. Cái led sẽ bị đè lên. Nhưng dăm này mình sẽ không hàn. Sau khi chỉnh luật cho luật DJ rồi thì các bạn vào ấn L để chỉnh layer. Bình thường khi routing thì mình chỉ sử dụng có hai layer là top và bottom, cho nên mình tắt tất cả các layer khác. Các bạn vào ấn on off. Ấn vào đây, on off. On off ở đây nữa. Ấn apply. Ok. L. Đây nè. Đây nè nhé. Apply. Ok. À quên. Đây ba tab này nhé. On off đây, on off đây. Mình làm lại nhé. Mình nhớ on off tất cả lên. Apply. Đó. Bình thường là nó tất cả các layer đều được on lên. Sau đó bạn vào đây ấn tab on off. Off hết đi. Chỉ để lại tab này thôi. Apply. Đây nữa. Bốn cái dưới này này. Apply. Ok. Thì sau đi tắt tất cả các lớp thì chỉ còn lớp top và layer nó hiện lên thôi. Các bạn chọn lớp bằng cách ấn tab ở đây hoặc là giữ Ctrl Shift và lăn chuột.
nó sẽ tự nhảy tab. Đó. Các bạn thấy là cái đây là đoạn nối với chip này, mình sẽ route đoạn này trước. Các bạn ấn PT và Play Interactive Routing đi ra cho nó. Cái này nó báo lỗi bởi vì cái độ rộng dây, cái độ rộng khoảng cách giữa các dây mình đang để là 20 mm, thì là các cái chân này nó sẽ bị báo lỗi bởi vì các chân chip thì nó nhỏ hơn 20 mm, khoảng cách giữa hai chân nhỏ hơn 20 mm. Trong khi DJ này các bạn có các phím tắt như là shift error. Từ từ mình chỉnh lại luật nhé. Mình sẽ chỉnh lại gradient thành 10 thôi. Đó, thì cái chỗ này nó không bị hiện sai nữa. TM đi. PT này. Trong khi DJ thì có các kiểu DJ như là các bạn ấn shift R một là đẩy dây này. Nó sẽ đẩy cái dây khác. Ấn shift R lần thứ hai thì là kiểu xuyên qua dây, nhưng kiểu này thì không nên dùng vì nó sẽ bị sai, không được chèn dây như này, hai cái dây không kết nối với nhau thì không được đi qua nhau như thế. Ấn shift R lần thứ ba thì có nghĩa là đi dây vào những chỗ các dây còn lại sẽ bị khóa, và cái dây này sẽ chỉ đi vào những cái chỗ mà nó không bị khóa thôi. Đó, mình sẽ đi dây như này. Phím tắt tiếp theo là shift space. Shift space thì nó sẽ cho bạn thay đổi cái kiểu DJ. Đây là kiểu đi vòng cung. Đó. Control Z lại. Cái chuột nó bị có vấn đề. Các bạn muốn xóa thì các bạn click vào dây, ấn backspace thì nó sẽ xóa từng khoảng như này. Backspace thì nó sẽ xóa từng khoảng, ví dụ như này. Đó. Ấn PT này. DJ. Đây shift space để chuyển kiểu DJ, đây là kiểu DJ góc 90 độ. Kiểu này là kiểu 45 độ nhưng mà nó cong. Kiểu này là mọi hướng. Đi kiểu gì hướng nào cũng được. Còn kiểu này thì là 45 độ. Mình thì thường mình sử dụng kiểu này DJ. Ví dụ như đoạn này mình ra bị lỗi như này. Các bạn muốn sửa lại cái đường dây như này thì làm như nào? Các bạn không cần phải xóa đường dây đi đấy đi và đi lại nữa, các bạn chỉ cần route lại. Và nó sẽ tự động xóa cái đường cũ mà nó dài hơn đi, nó sẽ chọn đường ngắn hơn. À cái đường mà bạn route sau đó. Đấy. Không phải ngắn hay là dài gì cả. Để bật tắt chế độ này thì các bạn ấn Shift D. Đó. Thì nó sẽ không xóa các đường route sau. Ấn Shift D.
mình sẽ ship đây lần nữa và rao lại. Ship D. À đó. Các bạn phải trong khi routing nhé, các bạn bấm thì nó mới có hiệu lực. Ship D. Đó. Cái bài về thủ thuật để vẽ cho nhanh thì mình sẽ tạo một video khác. Còn trong này thì mình sẽ rao nhanh cho các bạn xem sau khi routing mình được như thế nào. Giữ Ctrl và lăn chuột để zoom. Và sang trái, sang phải thì giữ Shift. Lên xuống thì chỉ cần lăn thôi. Giữ Shift lăn thì sang trái, sang phải. Đó. Một lưu ý là các bạn round một mặt trước nhé. Không nên round hai mặt một lúc. Ví dụ như là hai linh kiện mà nó xếp cả hai mặt thì các bạn phải round một mặt trước. Ưu tiên round theo khối. Có nghĩa là khối này là khối vi điều khiển, mình sẽ round hết khối vi điều khiển trước, xong mới đến các khối khác, xong mới connect các khối với nhau. Và đường 5V và đường các đường dây nguồn thì mình rao cuối cùng. Đó. VCC, cái này bị sai rồi. Trong này không được dùng VCC mà dùng 5V. Đó. Đấy là một lỗi. Trong khi ví dụ sau khi làm mạch các bạn sẽ thấy cái bản này là bản demo đầu tiên, các bạn phải làm thêm 1-2 mạch nữa thì nó mới chuẩn được. Cái này đi. Đó, nó sẽ nối vào với nhau. Trong khi routing thì các bạn có thể ấn Shift S, SC nhé. Ví dụ như này, đây là hai con led này. Đó. Mình đang để bottom nhưng mà mình kích vào khoảng trống thì nó vẫn bị hiện cái con led lên. Các bạn ấn Shift S, nó sẽ hide luôn, nó sẽ ẩn luôn cái các layer còn lại, nó chỉ hiển thị lớp bottom thôi. Có nghĩa là bạn click vào linh kiện trong trong lớp bottom thì nó mới chọn được cái linh kiện đấy. Còn đâu các linh kiện ở mặt ở lớp khác thì nó không chọn được. Ấn Shift S SC nhé. Đó, mình sẽ draw đến khối thời gian thực. PT. Lộn lại. Căn với nhau A, B. Rồi. PT. LD đối với nhau hết này. Để chọn độ rộng dây thì các bạn ấn phím 2, số 2 nhé. À số 3 nhé. Số 3 nó sẽ hiện lên trên này. Đó, chỗ này này. Wait from rule preference có nghĩa là độ rộng trung bình này. Ấn 3 thêm nữa thì là độ rộng lớn nhất này. Ấn 3 thêm nữa là độ rộng nhỏ nhất này. Các bạn thấy nó thay đổi trên này này. Width from user choice minimum này. Đó là 10 mm này. Preference là 20 mm này.
và maximum là 50 ml này. Các đường này mình sẽ để là 20 ml. Khi click grouting vào một đường dây thì nó sẽ sáng cái dây đấy lên và tối hết các dây còn lại. Và các via nào kết nối với nó thì nó sẽ sáng lên. Có một cách là các bạn ấn Ctrl, ấn giữ Ctrl và click vào cái path đấy hoặc là đường dây đấy, thì cái đường dây đấy nó sẽ hiện sáng lên, còn các đường dây còn lại nó sẽ tối đi. Đó, ví dụ như là đường SDA thì nó sẽ hiện lên là nó sẽ nối vào đây và nối vào đây. Các bạn xóa đi thì ấn Shift C, Shift C, Clear đi thì nó sẽ trở lại bình thường. Đó, mình đã đây. Muốn ăn con nách. À rồi, mình sửa lại đã. Và sau đó là đến khối nút nhấn. Nút nhấn mình sẽ cho trở lên đây. Mình sẽ sắp xếp lại. Các bạn sắp xếp lại các linh kiện sao cho cái đường dây nó không bị chéo nhau ấy. A, R. Rồi, ok. PT này. Các đường GND 5V thì các bạn sẽ nối sau. Đó, đến khối LED 7. Bạn ra vào. Đây là chữ kích. Các bạn làm theo mình luôn nhé. Làm kiểu nào cũng được. Mình kiểu này là hay hơn đấy. Hay muốn mình muốn sửa lại này, muốn xóa một đường dây đi thì các bạn ấn UA thì là xóa tất cả các đường dây routing đi. UA này là xóa tất cả này. U net thì có nghĩa là net nào, ví dụ như là net tên là gì thì nó sẽ xóa tất cả các đường dây đi vào cái net đấy. Ví dụ như 5V, mình xóa đi tất cả đường dây 5V đấy sẽ bị xóa.
vào connection. Connection thì nó xóa theo đoạn, có nghĩa là một đoạn dây như này. Các bạn ấn vào thì nó sẽ xóa cái đoạn dây đi. Đó. Ví dụ như một nét có nhiều đoạn thì nó sẽ xóa một cái đoạn đấy đi thôi. Còn nếu mà bạn dùng UNet thì nó sẽ xóa tất cả các nét đấy đi. Và cuối cùng là UC. UC thì là Unnet Component, có nghĩa là ví dụ như là con vi điều khiển này, bạn ấn UC và kích con vi điều khiển này, nó xóa tất cả con vi điều khiển đấy đi. Đó. Cuối cùng là UR có nghĩa là xóa tất cả. Mình không hay dùng UR mấy. Đại khái là nó xóa tất cả các connection trong một cái ô vuông nhất định. Đó. Mình sẽ dùng UC xóa đường dây này đi và xếp lại. TT. UC. Khối nguồn này. Khối nguồn mình dùng dây to nhất để đi. Sau khi đã route được từng khối thì các bạn bắt đầu connect cho từng khối. Ví dụ mình sẽ connect khối vi điều khiển với khối DS. Vi điều khiển với khối DS thì nó connect với nhau qua hai cái dây là I2C, SL và SDA. 3. Mình sẽ lôi hai con này ra chỗ khác. Bên đây chẳng hạn. Ok. PT này. Nối cho con này. Một lưu ý là các bạn không nên để dây có góc 90 nhé. SDA này. Vậy thì mình sẽ TT cho con này xuống dưới. Shift D để chọn xóa cái đường dây cũ đi. D. À đường này chưa connect với nhau. Shift D. À, cái này nó sẽ xóa cái đường mất đường này, quên. Phải hai path, phải hai dây vào cùng một đường path
nó mới sử dụng chip D được. Đó, ví dụ như thế này thì mới sử dụng chip D được. Đó. Sau đó nối dây. PT nối dây SDA. Ok. Sau đó mình sẽ nối đến khối nút nhấn. Nút 1 này. Ấn chuột phải để kết thúc routing nhé. Ấn chuột phải hoặc ESC đều được. Ấn một lần thì nó sẽ kết thúc cái đường dây đấy. Ấn hai lần thì nó sẽ kết thúc cái công cụ đấy. Ba. Các bạn cứ route hết cho nó kết nối với nhau nữa. Rồi sau đó mình sẽ chỉnh sửa lại. Ok. Rồi. Đến khối nguồn, khối led. Còn mỗi khối led 7 thôi. Mình sẽ kết nối các con trở với cái led 7. Thì các bạn nhìn thấy là các kết nối này nó sẽ hơi lộn xộn vì chân led 7 nó sẽ sắp xếp lộn xộn. Sau đó các bạn tìm datasheet. Sheet led 1.8 inch. Hoặc led 1.8 inch rồi. Bán linh kiện. Anode chung. Các bạn sẽ thấy cái đường chân của nó sắp xếp như này. 7, 6, 4, 3 này. A, B, C, D. 7, 6, 4, 3, 2, 9, 18. Các bạn căn cứ vào đấy, các bạn sửa trong sơ đồ nguyên lý. Thì dây đầu tiên là dây số 2, 2 là E, E, D, C, B, A, D, P, 9, 10, F, G. Đó, các bạn sửa trong sơ đồ nguyên lý theo sao cho các cái số nó tăng dần hoặc giảm dần. 2, 3, 4, 6, 7. E D C B A E C D B A H F G HFG. Đó, gọi là DU. Các bạn sẽ unroute toàn bộ cái đoạn dây này. UN này. UN
sắp xếp lại các linh kiện. Đầu tiên là TM đi, EC này. E lên đầu này. Các bạn ấn Shift R nhé, Shift R hai lần để đẩy nó lên đầu. Chế độ đẩy linh kiện này. E C. À cái này phải xuống dưới. À, xin lỗi các bạn, mình hơi bị nhầm tí. Đều. Mình hơi bị nhầm một tí nhé. Các bạn phải sắp xếp trước. Ví dụ như là TM đi. Led A này. Bạn phải xem cái con đầu tiên là led, cái con này là led, led bao nhiêu này. Các bạn phải sắp xếp bởi vì nó không theo thứ tự, nó sẽ làm sao cho đi dây nó không bị chéo nhau thì lại con này, con này, con này. Pad này, pad này, pad này, pad này, pad này. Xong mới đến pad này, pad này, pad này, pad này, pad này. Ba pad ở dưới này. Thì các bạn phải sắp xếp trước. Ví dụ như là con này đầu tiên này, các bạn tìm thấy con trở của nó. Đó, kéo lên đầu. Control nhé, giữ control của người chưa. Và bấm vào linh kiện. Đấy, pad này lên thứ 2. Pad này thứ 3. Pad này thứ 4. Pad này thứ 4. Pad này thứ 5. Pad này thứ 6. 7. 8. Ngược hai này lại. Ok. Shift C. R. Shift C. Đó, sau đó các bạn nhìn nhìn thứ tự của nó. Nhìn thứ tự chân G F H A B E D C. Các bạn chỉnh lại trong nguyên lý. G F H A thì thành G. G này. F này. H này. A B E D. A B E D cũng là C. Chọn DU. Yes. Đó. TM. Thì như vậy thì các chân nó không bị chéo với nhau. Ô mình nhầm rồi. Cái này mới là cái chân trong cùng. Các bạn phải lộn ngược lại đi. Đây chân 1, chân 2, chân 3, chân 4, chân 5. Các bạn phải lộn ngược lại. 5 chân này. 1, 2, 3, 4, 5. Thành B này, A này, F, G. B, A, F, G. Đều. Thêm.
chỉnh lại nhé. B hai là này. Đó, vậy là các chân nó sẽ không chéo với nhau nữa. Bởi vì các chân này mình lập trình được nên mình không cần thiết phải nó phải đúng thứ tự A B C D. Các chân này mình có thể lập trình trong cái điều khiển được. Các bạn sẽ phải sửa lại label sao cho các đường dây nó không bị chéo nhau. Đó. Sau đó các bạn thì anh đi dây PT. OK. Sau đó mình sẽ connect khối LED 7 với khối vi điều khiển. Mình chọn nội dung dây to hơn tí, nhìn cho đẹp. Mạch này là mạch khá phức tạp, cũng không hẳn là quá phức tạp nhưng mà nó sẽ mất thời gian hướng dẫn. Bình thường thì một mạch nếu mà phức tạp thì phải làm trong vòng vài ngày cơ. Mạch này thì cũng đơn giản nhưng mà cũng mất vài tiếng thì các bạn làm. Sau khi connect từ vi điều khiển cho LED 7 rồi, các bạn connect nốt các đường này. Đó. Các bạn thấy bốn đường này nó hơi bị lệch nhau này, nó bị chéo nhau này, đường ngoài cùng lại đi sang bên tay trái tay phải, còn chân led này thì lại sang bên tay trái. Nếu mà các bạn đi thì nó sẽ bị chéo nhau nên các bạn chỉnh lại nguyên lý, lộn ngược nó lại 4 3 2 1. C, TM. Đó. Thì các đường nó sẽ đi chuẩn hơn. Hầu như pin nào các bạn có thể cũng có thể sửa được, trừ những pin ví dụ như swim. C này. Chân swim là chân nạp thì các bạn không không được sửa. Các chân thuộc loại giao tiếp cứng ví dụ như I2C, SL, SDA thì các bạn không được sửa. Các chân đấy là các chân trong chuẩn giao tiếp của nó rồi, các bạn sửa chân khác thì nó sẽ không giao tiếp được. Sau đó các bạn connect LED 4 này. Connect với cái này. Đường này đi hơi bị khó cho nên phải dùng ăn pin con này đi. C ăn rào đi, vẽ đường. Đường
xuống đây. Bạn bắn một cái lỗ bia, ấn 2 để bắn một lỗ bia TT này. Ấn 2 này, bắn lỗ bia này. Ấn 4 để chỉnh độ rộng bia này. Đó, mình đang bắn bia nhỉ, nhỏ nhất này. Bởi vì các đường này nó đang bị chặn bởi với các đường dây khác nên các bạn phải đi để sang lớp thứ hai. Nhưng mình sẽ làm với các đường khác trước, đường này không bị chặn này. Các bạn ưu tiên rao trên một layer trước nhé, các đường bị chặn các bạn để sau. Cái này ở dưới thì cho một cái via ở đây, con này bị chặn cho một cái via ở đây. Chip C đường số Wim. L này. Ấn L để chuyển layer rao này. 2 L tiếp. Đó, mình sẽ rao chip S lên. Thì cái đường top sẽ nối hai cái đường bottom này với nhau thông qua hai cái via. Ok, tầm xong, DS xong. Bây giờ mình sẽ nối các chân ABCD lại với nhau này. Thì mình sẽ chuyển sang laptop làm cho dễ. Với laptop mình chưa rao cái gì cả. Bây giờ mình sẽ rao các đường này với nhau. 3. Mình sử dụng đường dây, độ rộng dây trung bình nhé, lớn đi, à, trung bình thôi. Cái này thì tùy các bạn đi dây như nào thôi. Cái này rất cũng hơi khó, đi dây hơi bị phức tạp một chút. Phải bắn vi nhiều. Thế nên mình mạch này mình mới làm hai lớp. L để chuyển nhé. L để chuyển. L thì chuyển layer này. 2 L thì chuyển lại này. L thì chuyển lại. À, đường này không có nối với nhau. UC xóa đi. Ok, đến cái đường này PT này, các bạn bấm vào cái đường này, bắn cho nó một cái via 2. Nhấn lại đi, xóa cái bên này đi. PT này, ấn 2. Cái đường này gần cái đường bottom kia quá. Chip S này, gần cái đường này quá nên mình không bắn bia được. Mình sẽ kéo cái đường dây này xuống lại một chút. Đó.
tên. Bắn một cái view vào đây. L. Ship heads. Ship stay. Đó, các chân này đã được nối với nhau và nối lên đây nữa. Nối lên đây thì mình đi vòng này. Cái DJ nào hợp lý thì các bạn phải tự mày mò theo kinh nghiệm thôi. Xong đến đường này. Ship C. Đường này. Kinh nghiệm mình là ấn giữ Ctrl xong bấm vào cái đường cái pad đấy trước để xem cái đường dây đấy đi vào những cái vào những linh kiện nào để mình tìm đường đi phù hợp cho nó. PT còn đường cuối cùng. Bắn cái bia L. Nó hơi lòng vòng một chút. Ok, vậy là được 3 pet đầu tiên. Sau đó chuyển sang cái pet 5 pet trên này. Nằm bét trên này thì đi như thế nào? PT đầu tiên. Mình sẽ đi kiểu bớt chứ. Như cứ dây ra chứ ạ. Chưa cần điểm kết thúc. Ok. Xích lên tiếp. Sau đó là bắn bia rồi đó. Hai. Chuyện này rồi. Các bạn nối sang bên này trước. Cái tên. Bắn một cái via. Chuyển sang lớp này. Bắn một cái tiếp. Lại chuyển sang lớp. Lớp top. Này. Hai.
Xuống một tí. Rồi. PT. Các bạn cứ bắn bia cho nó trước nhé, sau đó chuyển sau. Mình sẽ sửa lại cái đường này cho nó thẳng hàng một chút. Chip S, chip C. Chắc cái đường thừa đi, vẽ lại các đường này cho nó hẹp lại. C. Xóa cái đường này, mình sẽ đi lại. Đây đầu tiên để ở đây, thứ hai là để ở đây, ba là để ở đây, cũng để ở đây. Xóa các đường còn lại đi. Có một dây ngoài cùng. Ok. Con này không cần phải bắn miệng. Bỏ hẳn cái viên này đi. Đến nước này. Hai hai chip C, hai chip S. Ok, mình sẽ sửa lại đoạn này.
cái tên. Hai. Chuyển layer. S. Đi vòng xuống này. Mình sẽ kéo gọn đoạn này lại. Cái này phụ thuộc vào cái kinh nghiệm của bạn thôi. Các bạn đi như nào cho nó hợp lý. Một số mạch mình phải đi lại rất nhiều lần mà nó mới đẹp được. PT. L nhảy lại thôi. Hai. Mình lại kéo cái layer này xuống một chút. Mình sẽ vẽ lại cái đoạn này. PT. Để cho nó thấp xuống. Sao vớt đi. Các bạn click và kéo cũng được. Hoặc là vẽ lại. Vẽ lên thấp xuống. PT. Chuyển layer vẽ lại. Sau đó bạn đi các đường đi cho led này. Hai. Chuyển layer này. Các đường kích dương cho led này.
bốn con led là đây một đây một. Cái gì kéo ra đây hai chiếc layer. Các bạn nhớ là vừa xem vừa làm theo mình nhé, thì học nó dễ hơn nhiều. Bởi vì cái này mình sẽ không tua nhanh. Bởi vì học phần mềm thì cơ bản là phải vừa học vừa làm thì nó mới hiệu quả. 5V này. Sau khi đi được tất cả các đường thì các bạn bắt đầu đi đến đường 5V. VCC sao vẫn VCC này, mình chuyển rồi mà nhỉ. 5V. DU. Các bạn giữ click vào đường 5V này, xem nó đi vào những đâu này. Đây 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 khá nhiều. Đường này và đường này, đường này. Mình sẽ bắt đầu nối từ nguồn. Mình sẽ nối đường to hẳn luôn. Đường này 3 làm đường bình thường á. Ok, đường này lên rồi. Đường này nối vào đường này. Chuyển này ơi. Chuyển này ơi. Sang layer top. Chuyển sang bottom. Và đi vào đây. Đường này mình sẽ chuyển sang top này.
đi thẳng lên nguồn. Còn đây nữa, đây sang đây nữa. Cuối cùng là đây, bắn một cái bia, bắn lên. Ok, vậy là hết đường 5V. Chúng ta bắt đầu đến đường GND. Ở đây đây các bạn, click vào đường GND, giữ Ctrl click vào. Đó. S, F. Đường này khá khó đi. Mình sẽ đi một đường to. Đường trung bình. Xuyên qua đây. Đây là nút bấm đã được cập. Còn đường đây này thôi. Sẽ bắn một cái bia. Ok. Còn hai chân này. Ok, vậy là các mình và các bạn đã liên xong routing xong cái PCB này. Để kiểm tra xem còn cái dây nào không thì các bạn ấn Shift N này vào cái keep out layer. Thì nếu mà không có cái đường dây này, ví dụ như mình xóa một đường dây này đi. UC này. Nếu mà có những đường dây mà nó chưa rao với nhau ấy, thì nó sẽ hiện lên hơi trắng này, nó sẽ trắng hơn gọi là đó. Hiện tại là tất cả các dây đã được đi với nhau, được nối với nhau. Ctrl Z. Ok, bài sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn
các công việc cuối cùng để hoàn thành và xuất bản một cái PCB hoàn chỉnh. Xin chào và hẹn gặp lại ở bài tiếp theo. Nhớ like và đăng ký kênh cho mình nhé.